Đây là trạm thu phí cầu Cổ Chiên. Mình tiếp tục 24.000 ha, 34.000. 34.000 các bạn. Mình tiếp tục cuộc hành trình về thành phố Tân An các bạn. Huyện Càng Long, hẹn gặp lại. Và đây là cầu Cổ Chiên. Cầu rất là lớn.
Hết cấm vượt.
mình xin kết thúc video ở cầu Cái Cắm các bạn.